chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Roxy Việt Nam lại quay trở lại với các bạn với một chủ đề mới. Đó là Roxy Việt Nam chuyên bán buôn bán lẻ máy sấy bát công nghiệp chất lượng cao, phù hợp với mọi yêu cầu của quý khách hàng. Hiện tại thì máy sấy bát gần như là một sản phẩm quá quen thuộc trong gian bếp công nghiệp phải không ạ? Các bạn có thể sử dụng máy sấy bát với rất là nhiều chức năng như là sấy thanh nhiệt, sấy ozone hay sấy UV. Chúng ta có thể dùng để sấy bát, sấy khăn, sấy hoa quả, rất là nhiều ích lợi phải không ạ? Thế nên việc chọn cho mình một chiếc máy sấy bát có chất lượng tốt, hãng sản xuất uy tín và đằng sau đó là cả một chế độ bảo hành nữa thì các bạn đang rất băn khoăn phải không? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một dòng máy sấy bát đang là best seller tại Roxy Việt Nam, chuyên cung cấp ra ngoài thị trường dòng máy sấy bát này tới rất là nhiều quý khách hàng thì cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tốt. Thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng máy sấy bát công nghiệp của Roxy Việt Nam nhé. Máy sấy bát công nghiệp chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường với mẫu mã đa dạng thì chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Roxy Việt Nam. Quý khách hàng mua máy sấy bát công nghiệp tại công ty chúng tôi sẽ được lắp đặt, hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao giải pháp để quý khách có thể phát huy được trọn vẹn công năng của sản phẩm, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của công việc. Roxy Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn máy sấy bát công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như trong nước và ngoài nước, ví dụ như là Đức Việt, Coresta, Trang Hê. Chính vì thế khi mua các sản phẩm máy sấy bát công nghiệp tại Roxy Việt Nam, quý khách hàng sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá rất là ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời và là thành viên được tham dự miễn phí các sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Hiện tại thì tủ sấy bát đang là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp, mà cụ thể chúng ta có thể thấy rằng là ở trong các nhà hàng, khách sạn, căng tin, nhà máy hay là các quán cơm. Tại các trường học, các khu công nghiệp, các nhà hàng khách sạn, nhu cầu sấy bát, sấy khăn và dụng cụ nhà bếp sao cho diệt khuẩn, khử trùng càng ngày càng tăng cao phải không ạ? Việc sấy một khối lượng lớn mát đĩa, khăn sẽ vô tình tạo áp lực lớn cho các nhà quản lý nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm, nên các sản phẩm tủ sấy bát công nghiệp đang dần trở nên phổ biến, có mặt tại nhiều nơi là trợ thủ đắc lực cho các nhà quản lý, các bếp ăn, các khu công nghiệp, các nhà hàng khách sạn ạ. Roxy Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn máy sấy bát công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta, Trang Hê. Chính vì vậy mà khi quý khách hàng mua các sản phẩm máy sấy bát công nghiệp của Roxy Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được những sản phẩm tốt nhất với giá rất là ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, những sự kiện dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Hiện tại Roxy Việt Nam đang là một nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý khách hàng, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Chúng tôi luôn hướng tới đó là sản phẩm chất lượng. Chất lượng sản phẩm luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Thứ hai đó là giá thành hợp lý. Chúng tôi thấu hiểu bài toán kinh tế của quý khách hàng. Thứ ba đó là dịch vụ chu toàn. Chúng tôi luôn hoàn thiện dịch vụ trước và sau bán hàng, đảm bảo niềm tin. Các bạn có thể thấy đây là một số hình ảnh đại diện của Roxy Việt Nam đang tham gia các triển lãm, các cuộc họp, các cuộc ký kết bàn giao với nhiều đối tác, nhiều hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp lớn trên thế giới như là Skimsen, Imesa, Resto Italia, Unox hay là Nabu.
Với sản phẩm tủ sấy bát, Roxy Việt Nam hiện đang là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đem đến cho khách hàng sản phẩm này. Mặt hàng tủ sấy bát tại Roxy Việt Nam rất là đa dạng về mẫu mã và nhà sản xuất. Với thế mạnh về mối quan hệ chiến lược, chúng tôi luôn đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm tủ sấy bát có giá tốt nhất, kèm chế độ bảo hành, bảo trì chính hãng. Với các nhà cung cấp chưa có nhà phân phối, Roxy Việt Nam cũng xây dựng cầu nối, đem đến sự tiện lợi trong dịch vụ sau bán hàng. Dưới đây, Roxy Việt Nam xin được giới thiệu với quý khách hàng một số mặt hàng tủ sấy bát nổi bật đang được bán tại công ty. Thứ nhất, đó là các dòng sản phẩm tủ sấy bát của Đức Việt. Đây là dòng sản phẩm tủ sấy bát mà chúng tôi đã cung cấp nhiều nhất, được nhiều nơi tin dùng, là dòng sản phẩm tủ sấy bát best seller tại Roxy Việt Nam. Tủ sấy bát của Đức Việt là một dòng sản phẩm được lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam theo công nghệ châu Âu, đem lại sự chủ động trong quá trình bảo hành, bảo trì các sản phẩm. Tủ sấy bát Đức Việt có một số đặc điểm nổi bật khác hẳn so với các dòng sản phẩm khác, đó là kính cường lực 2 lớp chống chịu va đập, công nghệ khử độc bằng ozone cao cấp, hệ thống đèn chiếu tia UV, tiêu diệt nấm mốc và vi khuẩn một cách tối đa, công nghệ thanh nhiệt, hồng ngoại giúp tủ nhanh đạt nhiệt độ yêu cầu. Đây là một số hình ảnh công dụng của tiêu ozone với cuộc sống và ứng dụng. Các bạn có thể thấy rằng là việc sử dụng tiêu ozone có rất là nhiều lợi ích, phải không ạ? Chúng ta có thể xử lý nước, xử lý thịt cá, xử lý rau củ quả, diệt khuẩn trong các nguồn nước, thực phẩm, hoặc là để làm sạch không khí. Và với hệ thống điều khiển từ phím cơ đến phím cảm ứng, cả hai loại Đức Việt đều đã trang bị cho hệ thống cảm biến nhiệt nhằm kiểm soát nhiệt độ khoang sấy được tối ưu. Các hệ thống khay sấy bằng inox khác hẳn với những sản phẩm sắt mạ đã có trên thị trường. Với thiết kế thông minh, quý khách hàng có thể sử dụng máy sấy bát Đức Việt vào nhiều công việc như sấy diệt khuẩn, dụng cụ y tế, ngoài việc sấy bát đĩa và dụng cụ nhà bếp như đã nói ở trên. Đây là sơ đồ mặt điều khiển cảm ứng của máy sấy bát Đức Việt. Các bạn có thể thấy rất là dễ dàng, rất là trực quan, phải không ạ? Hiện tại thì ở các trường học, các khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhu cầu về máy sấy bát, sấy khăn và dụng cụ nhà bếp sao cho diệt khuẩn, khử trùng ngày càng cao. Thế nên việc sấy một khối lượng rất là lớn bát đĩa sẽ tạo áp lực lớn cho các nhà quản lý. Thì hiện nay Đức Việt đã cung cấp ra hàng nghìn chiếc tủ sấy bát Đức Việt cho các trường học, nhà hàng, khách sạn, các khu chế xuất và các nhà máy công nghiệp lớn nhỏ trên cả nước. Tủ sấy bát Đức Việt được sử dụng như một hệ thống sấy chuyên nghiệp tối ưu, là một lựa chọn hàng đầu dành cho các khách hàng từ cá nhân cho tới doanh nghiệp. Hiện nay sau hơn 10 năm nghiên cứu về các dòng sản phẩm tủ sấy bát, thì với sản phẩm tủ sấy bát của Đức Việt vẫn đang đứng vững trên thị trường Việt Nam, vẫn liên tục cải tiến các sản phẩm ngày một thông minh hơn, tiện dụng hơn, với những tính năng và ưu điểm vượt trội sẽ đem đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn Đức Việt là một hãng sản xuất tủ sấy bát. Chiếc máy sấy bát Đức Việt dùng để sấy bát đĩa và dụng cụ trong công nghiệp và dân dụng với 3 chế độ sấy bằng ozone, thanh nhiệt, tia UV kèm theo khả năng lập trình sẽ cung cấp cho khách hàng linh động giữa các chế độ sấy. Bạn quản lý nhà hàng, khách sạn, việc sấy khăn với số lượng lớn cũng là một vấn đề khó khăn, và để giải quyết công việc này xin mời các bạn hãy đến với tủ sấy bát Đức Việt. Việc lựa chọn hai chế độ sấy, sấy thanh nhiệt ozone và UV thì các bạn sẽ rất là hữu hiệu trong việc sấy tiệt trùng, dụng cụ y tế, dụng cụ thí nghiệm. Quý khách hàng cũng có thể sấy máy sấy bát Đức Việt như là một chiếc máy khử độc hoa quả nhờ vào khả năng phóng ozone. Đây là một số mã tủ sấy bát tiêu biểu mà các bạn có thể tham khảo, như là chiếc tủ sấy bát DV1200ITX, DV1000ITX. Dòng máy sấy bát thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn thì đó chính là chiếc tủ sấy bát được phân phối tại Roxy Việt Nam, là sản phẩm tủ sấy bát của hãng Coresta. Đây là dòng sản phẩm có thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Các sản phẩm tủ sấy bát của Coresta có giá thành rất là hợp lý, có mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng một cách đầy đủ. Tuy sản phẩm không có nhiều chức năng mở rộng nhưng sản phẩm lại có được mức giá và sự an tâm đến từ một thương hiệu Hàn Quốc. Đây là một số hình ảnh về chiếc tủ máy sấy bát của hãng Coresta. Quả thật rất là đẹp, phải không ạ?
với một mức giá không thể hợp lý hơn mà chúng ta lại có thể sở hữu một chiếc tủ xấy bát có thiết kế đẹp và chất lượng tốt như thế này. Quý khách hàng nếu muốn tìm hiểu về các dòng sản phẩm tủ xấy bát của Coretta thì bạn có thể truy cập vào trực tiếp website của hãng theo địa chỉ www.coretta.kr hoặc truy cập vào gian hàng trên trang web của chúng tôi để có được mức giá và chế độ hậu mãi nhé. Thứ ba, đó là ngoài hãng nước Việt và hãng Coretta thì Rossi Việt Nam còn cung cấp thêm một lựa chọn nữa cho khách hàng, đó là các dòng sản phẩm tủ xấy bát đến từ hãng Trang Hê. Trang Hê hiện là một thương hiệu tủ xấy bát đến từ Trung Quốc. Các sản phẩm của hãng cũng đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm tại Việt Nam. Quý khách hàng muốn tìm hiểu và xem giá của các sản phẩm tủ xấy bát của Trang Hê, các bạn xin vui lòng truy cập vào đường link bên dưới clip của chúng tôi nhé. Một số mã sản phẩm tủ xấy bát của Trang Hê hiện đang rất được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam, ví dụ như mã CHRTD1380BT hoặc mã CHITD318B2. Thì vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với tất cả các bạn ở 3 nhà cung cấp tủ xấy bát đang được phân phối và bán lẻ bởi Rossi Việt Nam. Tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính, quý khách hàng hãy chọn cho mình một nhãn hàng phù hợp với nhu cầu của công việc nhé. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin mời quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam hoặc click vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mãi và giá tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912-863-364, showroom miền Nam 0868-998-663, tổng kho bán buôn 024-8586-7812, hợp tác kinh doanh 0989-999-884, email info@rossi.vn. Thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn và sản xuất thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, mã số thuế 010587-9878, số tài khoản 1902-583-91-22229, ngân hàng Techcombank chi nhánh Thăng Long, Đống Đa, Hà Nội. Còn đây là một số hình ảnh của Rossi Việt Nam và hình ảnh Rossi Việt Nam tham gia các triển lãm quốc tế. Nếu các bạn đang là một nhà set up cho các bếp ăn công nghiệp, các nhà hàng khách sạn hay bạn chỉ đơn giản là một chủ sở hữu kinh doanh các quán cơm, quán ăn bình dân thì các bạn hãy đến với Rossi Việt Nam để lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất trong căn bếp của bạn nhé. I'll be